Thế rồi chúng ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi với đề thi vào lớp 10 chuyên hóa. Câu này là một câu nói về công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất khoa học. Đề như sau. Cho tất cả công thức cấu tạo của alken. Để cho rõ em nha, alken. C3H6 tác dụng với dung dịch HCl. Số sản phẩm thu được là bao nhiêu? Thì bạn hiểu như thế này, để làm được câu hỏi này thì nhiệm vụ đầu tiên của bạn đó là chúng ta phải hiểu được cái công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C3H6. Khi em hiểu được thằng C3H6 này có bao nhiêu công thức cấu tạo rồi thì em dùng quy tắc đối xứng, dùng quy tắc phản ứng cộng HX vào hợp chất alken bất đối xứng. Nếu mà H chúng ta cộng vào cái gì nhỉ? Theo lý thuyết là H cộng vào carbon chứa nhiều hydro là sản phẩm chính. Còn nếu ngược lại là sản phẩm phụ. Như vậy trong một công thức nếu mà bất đối xứng hay nói khác là không đối xứng thì nó sẽ cho hai sản phẩm, một sản phẩm chính, một sản phẩm phụ, thế thôi. Cái khó nhất là viết công thức cấu tạo của alken C3H6. Nói chung cho thầy biết là cái quy tắc ở đây mình dùng để viết công thức cấu tạo là quy tắc nào em? Giờ là 1 1 1 2 3 5. À, tại vì sao nó là 1 1 1 2 3 5 mà không phải là quy tắc khác? Một một hai bốn tám rồi. À, không phải em, 1 1 1 2 3 5 là đúng rồi, còn phải là 1 1 1 1 1 2 3 5 là đúng nha, còn 1 1 2 4 8 là chưa đúng đâu. Rồi trông cho thầy biết tại sao mình dùng quy tắc đó mà không dùng quy tắc khác. Thì chúng ta phải hiểu alken là cái gì đã. Alken là hở hay vòng em ơi? Dạ là ở Đúng rồi, hở thì chúng ta có quy tắc bổ khung. Quy tắc bổ khung này nó là cực kỳ mạnh em nha. Quy tắc này thầy tìm ra trong một buổi chiều mà thầy uống 6 ly cà phê đấy. Thế nói các bạn như vậy, 2011. Ở C3 chúng ta có bao nhiêu bổ khung Trung ơi? là có một ạ. Một bổ khung. Bây giờ nếu em điền lên cái đôi bên trái bên phải. Dạ bên nào cũng được. Ok, như vậy thầy ưu tiên bên phải đây. Mình dùng tay phải mà. CH2. Hết rồi rồi. Rồi chúng ta đi cộng cho HCl. Rồi bạn nào cho ta biết là bản chất ở đây nó cho bao nhiêu sản phẩm ạ? À, Trung luôn đi, Trung cho thầy biết bao nhiêu sản phẩm. Dạ là hai. Rồi sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Ở đây mình có H và CL. H vào đâu, CL vào đâu em ơi? Là sản phẩm chính thì H nó sẽ vào chỗ CH2, còn CL nó vào chỗ CH. Còn nếu ngược lại, Dạ còn nếu mà ngược lại thì là nó ngược lại. ok, các bạn nào cái gì chỗ này không ạ? Quy tắc là theo tắc chúng ta là tắt x, bạn nhớ thầy này. Tắt x thì cộng nhiều, nó ngắn vậy thôi nhưng mà nó rất nhiều ý nghĩa. Tắt x hydro là sản phẩm chính. Thế x hydro là sản phẩm chính, cộng bao nhiêu hydro là sản phẩm chính. Thì trong có hai phần thì hydro cộng vào thì phần còn lại nó sẽ cộng vào có phần còn lại, hiểu vấn đề không ạ? Rồi. Như vậy đây chúng ta có CH3, CH2. Sản phẩm chính là H vào đây. Clo vào đây. Như vậy đây biến thành CH3 Cl. Còn sản phẩm phụ ngược lại. Sản phẩm phụ là gì? H cộng vào carbon x hydro. Chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy đọc ngắn gọn 6 câu mà nó triệt được tất cả, đó là tắt x thế cộng nhiều. Rồi. Có ai không hiểu cái câu thầy vừa nói không? Tắt x thế cộng nhiều. Đang hiểu câu đó không Đăng ơi? Từ thầy tách tách ít thay ít cộng nhiều là sao? Ok. Em hiểu quy tắc thế không? Có Thế ví dụ như thế này đây, thầy này kiên tiền thầy nói luôn nha. Ngẫu hứng thì nó vẫn hay hơn. Cũng thằng này đây. Rồi. Bây giờ bạn biết là cái bản chất của alkan là tham gia phản ứng thế đúng không em? Những hợp chất mà có liên kết đôi, liên kết ba bản chất là tham gia phản ứng cộng. Còn những thằng có liên kết đơn là bản chất tham gia phản thế.
Thằng này tham gia vẫn thế, điều kiện là ánh sáng. Tách x, thế x cộng nhiều. Đây là vẫn gì mời, đây là vẫn cộng hay vẫn thế? Vấn đề này này, thế hay cộng? Cộng Cộng, đúng rồi, đây là vẫn cộng. Còn đối với thằng Anh K là vẫn thế. Thì bạn nhìn thấy là hai thằng xét ba như thế nào em ơi? đối xứng. Đối xứng CL bên này và CL bên này đúng không ạ? Đúng không em? Vâng. Giờ theo em thì ở đâu là sản phẩm chính đang ơi? Là chính là thằng CH2. Vì sao CH2? Vì nó có ít thì đồ hơn. Đúng rồi, thế nói nó ngắn ngắn ngọt rồi. Những quy tắc giai xếp bắt cốp như cốp gì đó thì em vứt hết. Nghe đăng nha. Vâng. Em học có thầy là em không biết nhà bác học người ta đang nói như thế nào đâu. Em học có thầy là em nhớ quy tắc của thầy thôi à. Quy tắc giai xếp là em có học quy tắc giai xếp chưa? Quy tắc bắt cốp như cốp chưa? Nhớ mới học của giai xếp thôi. Nhưng mà giai xếp nói như thế nào? Thầy nói với em tại sao thầy phải dùng ngôn ngữ nó khác đi. Em học có thầy những nhà bác học mắc cốp như cốp giày xếp em kêu là thầy không biết đúng không? Thầy biết nhưng mà thầy không nói. Có đúng không Đăng Chắc vậy. ơi? Bây giờ thầy nói này, quy tắc giày xếp là gì? Mấy bạn đọc được quy tắc giày xếp không? Mà bạn hiểu được quy tắc giày xếp không? Không cần thiết. Quan trọng bạn ứng dụng được quy tắc giày xếp hay không? Đó là điều quan trọng. Bạn hiểu được nhưng bạn vận dụng bạn ứng dụng không được thì cũng vứt. Đúng không? Bạn nào học quy tắc giai xếp rồi nói nghe xem, đúng cái bản chất của học là người ta thông thường. Thế nói các bạn, chính thầy cô là có 10 thầy cô nói như vậy, riêng thầy sẽ nói khác đi, bởi vì thầy nghĩ cái gì tốt nhất, hay nhất và ngắn gọn nhất thầy sẽ làm, còn dài dòng mình nha. Rồi, bạn nào ở trong học quy tắc giai xếp chưa? Ừ, dạ rồi ạ. Quy tắc giai xếp nói như thế nào? Dạ là nó sẽ thế vào cái chỗ ethereal Đâu để không phải bỏ em nói sai rồi đăng nào quy tắc giày xếp đừng nói như thế nào đăng ơi. em chịu em mới nghe cái mắt cốt đi cốt này. Bây giờ tôi nói với bạn quy tắc giày xếp này, quy tắc giày xếp là quy tắc tham gia vận thế. Được chưa? Cờ lo sẽ thế vào carbon bậc cao hơn là sản phẩm chính, còn nếu cờ lo thế vào carbon bậc thấp hơn là sản phẩm phụ. Bây giờ thầy giải thích cho bạn có bậc carbon luôn nhé. Bậc carbon là gì? Bậc carbon được tính đó là số carbon liên kết trực tiếp với cái đó. Ví dụ như đây CH3 đây đi. Thì nó liên kết trực tiếp với carbon là CH2, như vậy đây là carbon bậc 1. CH3 đây là carbon bậc 1. Còn thằng CH2 thì đây là bậc 2. Ok chưa? Như vậy carbon thế, clo chúng ta thế vào carbon càng cao thì nó sẽ cho sản phẩm chính, thế vào carbon càng thấp là sản phẩm phụ. Các hiểu gì không? Hiểu quy tắc Dạ giai xếp hiểu. không? Nhưng mà nó hơi dài dòng em hiểu không? Em hiểu hiểu dài dòng không? Theo thầy là thế x là chính thế thôi, trong hai thằng CH2 CH3 đây là chính đây là phụ, bởi vì nó x hơi hydro hơn. Hiểu không ạ? Dạ hiểu. Đang hiểu không Đăng ơi? Vâng. Đăng hiểu không Đăng ơi? Không hiểu rồi. Hả? Dạ không hiểu. Bây giờ em nhìn thấy này, đây là CH2 đây CH3, bên nào nhiều hydro hơn? CF3 này. Quy tắc của thầy là gì? Thế x, tan x cộng nhiều. Thầy nói 6 câu đó là những thằng chính, còn thằng phụ thầy không quan tâm, nó sẽ tự lần ngược lại. Như vậy đây phải x hydro không em ơi? Là chính. Thế x hydro là chính, cộng nhiều hydro là chính, tách x hydro là chính. Tách x, thế x cộng nhiều. Hiểu không ạ? Hiểu không hiểu ơi? Dạ có. Rồi câu này chúng ta dừng ở đây được chưa? Còn tách hydro, tách 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 thì hôm sau mình qua phần rượu hay phần alcohol chúng ta sẽ nói sau nha. Còn cái câu hỏi này theo thầy tới đây là được rồi.